hơn so với dự kiến ban đầu. Ở tâm bão đổ bộ khả năng cao nhất là chính diện là Quảng Ngãi và hơi chết về phía Tây, Tây Bắc và phía Nam của Quảng Nam. Do bán kính bão lớn nên từ Bình Định cho đến Quảng Nam cũng có thể xem là vùng bão đổ bộ trực tiếp với cấp gió gần tương đương với gió ở tâm bão. Cấp gió khi bão đổ bộ tại tâm bão dự báo là 130 đến 165 km/h, giật cấp 12, cấp 13, cấp 14, cấp 15, sóng biển cao từ 8 đến 9 m gần bờ. Vùng ảnh hưởng gió rất là mạnh. Vùng cách tâm bão 100 đến 200 km có gió giật cấp 12, cấp 13 từ Bắc Phú Yên đến Đà Nẵng, Kon Tum ạ. Vùng ảnh hưởng gió mạnh cách tâm bão 250 đến 300 km, gió có gió cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 11, cấp 12 từ Huế đến Quảng Trị. Trường hợp xấu nhất, nếu lũ lụt vào nhà, bạn sẽ có nhiều thời gian để ngồi trên mái nhà chờ cứu hộ.